Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua thì Tử Thông có nhận được một câu hỏi về cái chuyện tình duyên. Đó. Có một bạn nữ, bạn tên là Luyến Nguyễn Thị 11. Đó. Bạn có hỏi là: cháu chào chú Tử Thông, cháu là nữ, sinh năm 2000, tuổi Con Rồng. Hiện tại cháu đang bị gia đình dục rất nhiều về chuyện lấy chồng. Mà cháu được biết ý, tuổi của cháu bị phạm thái tuế và tan tai, có lẽ sang năm không cưới được. Tiện đây chú cho cháu hỏi, tuổi cháu hợp với tuổi nào, lấy chồng tuổi nào thì giàu có ạ? Cháu thấy bố mẹ cháu, bố cháu sinh năm 1979 nhá, các bạn nhớ này, bố là sinh năm 1979, mẹ cháu sinh năm 1980, còn cháu là sinh năm bao nhiêu? 2000 đúng không? 2000. Thì cháu thấy bố mẹ cháu hình như không hợp tuổi mà vẫn hạnh phúc. Vậy nên cháu nghĩ trên đời này không ai hợp với ai cả. Quan trọng là mình hiểu, tôn trọng lẫn nhau. Cháu nghĩ vậy, mong chú giải đáp ạ. Cháu cảm ơn. Thưa quý vị, cái vấn đề tình duyên, cái vấn đề vợ chồng và cái vấn đề hạnh phúc gia đình, nó là một cái vấn đề muôn thuở mà rất nhiều người quan tâm, đúng không ạ? Như bạn nữ này, bạn sinh năm 2000 canh thìn, được bố là 1979 là tuổi Kỷ Mùi, mẹ là 1980 là canh Thân. Đó. Thì bạn ấy bảo là gì? Bạn ấy hợp tuổi nào? Và những tuổi nào, những con giáp nào lấy nhau thì là hợp? Thứ hai là bạn có hỏi là bố mẹ hai tuổi này thì có hợp nhau không? Mà tại sao không hợp mà vẫn có hạnh phúc đến tận bây giờ, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói chung ấy, cái hạnh phúc thì không ai nói chết được. 79-80 bây giờ cũng không phải, mới có tầm 40-50 thôi, chưa đến 50 tuổi, đâm ra cũng không nói chết được điều gì cả. Đó. Nhưng mà nếu mà bố mẹ bạn hạnh phúc vậy rồi thì xin chúc mừng bạn nhé. Bạn có một gia đình cực kỳ tuyệt vời. Và với câu hỏi của bạn ấy, thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cặp con giáp khi đến với nhau ấy, thì sẽ hạnh phúc suốt đời, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Đó. Vậy thì đó là những con giáp nào? Thưa quý vị, thì có bao giờ quý vị tự hỏi rằng là gì? Tại sao trên đời này có những cặp đôi khi yêu nhau thì gắn bó khăng khít với nhau, hạnh phúc là thế. Thế nhưng mà khi nên cái duyên vợ chồng thì lại xảy ra những chuyện đại họa đen đủi. Có những người phải gì chịu cảnh là quá vợ quá chồng. Với cái quan niệm phong thủy học thì cho rằng tuổi của hai vợ chồng ấy, sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đến cái tương lai, đến cái hạnh phúc của gia đình sau khi mà kết hôn. Bởi vậy nên các cặp đôi khi muốn kết hôn ấy, thì ngày xưa các cụ đều phải qua cái tuổi là gì? Xem tuổi này có hợp hay không, đúng không ạ? Phải có lá số bát tự của nhau. Sau đó là gì? Chọn đến ngày lành, chọn đến tháng tốt, chọn đến giờ đẹp, sao cho nó phù hợp. Và theo cái các thầy phong thủy, theo cái tử vi tướng số ấy, thì sẽ có 9 cặp đôi hoàn hảo. Khi mà kết hợp với nhau ấy, sẽ được trời ban phúc lộc, thuận lợi đủ đường. Từ kinh tế đến con cái thì mọi sự đều được gì kết hợp một cách hoàn hảo. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để lắng nghe chúng ta biết được con giáp nào là hạnh phúc. Thì cũng là để trả lời cái câu hỏi của bạn đấy là gì? Tuổi canh thìn là hợp với tuổi nào? Để cho bạn có sự lựa chọn chính xác hơn. Tiếp theo là gì? Trả lời câu hỏi là gì? Tại sao hai cái tuổi này lại hạnh phúc như vậy? Và có bí quyết gì không? Đấy. Quý vị thân mến, sau đây là 9 cặp con giáp khi đến với nhau sẽ hạnh phúc một đời. Đó. Cặp đầu tiên chúng ta xét nhé, đó là những người tuổi Tý và Sửu, đúng không ạ? Một này, Tý và Sửu. Cặp đầu tiên là Tý và Sửu nhé. Thưa quý vị, những người tuổi Tý thì có tính cách linh hoạt, năng động, làm việc tích cực. Còn những người tuổi Sửu lại chân thành, đôn hậu. Và họ luôn nỗ lực hết mình trong công việc, cũng như là cái việc là gì? Xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái sự kết hợp hoàn hảo giữa người tuổi Tý và những người tuổi Sửu ấy sẽ tạo nên cái hiệu quả cực tốt trong công việc. Tính cách của hai người sẽ bổ sung cho nhau, bù đắp và hoàn thiện những cái điểm còn thiếu sót của đối phương. Nên sẽ xử lý được mọi khó khăn trong cuộc sống và cùng nhau đạt được những cái thành công lớn lao về mọi mặt. Đồng thời, chính cái sự tương trợ lẫn nhau này sẽ giúp cho những người tuổi Tý và những người tuổi Sửu ấy
có được cái cuộc hôn nhân nó bền vững, nó hạnh phúc, nó giàu có. Họ dường như cảm thấy không thể thiếu được đối phương trong cái cuộc sống của mình. Vậy nên đây là cái cặp đôi đầu tiên mà chúng ta gì khuyên là nên lấy nhau. Còn để trả lời cái câu hỏi của bạn tuổi 2000 hợp tuổi nào thì các bạn cứ tiếp tục theo dõi chương trình nhé. Nó sẽ giải đáp tất tần tật các thắc mắc của bạn. Đó. Còn cặp thứ hai là những người tuổi Tý và những người tuổi Thân. Tý, Thân. Đó. Cặp thứ hai là cặp Tý và Thân. Tý Thân thì các bạn biết rồi, được cặp cục diện là gì? Tý, Thân, Thìn là cục diện gì? Tam hợp. Đó. Và cái cặp Tý Thân này này là cặp đôi được coi là gì? Cặp đôi hoàn mỹ, cặp đôi hoàn hảo. Họ hiểu và bao dung cho đối phương. Tâm linh giữa hai người thì đồng nhất. Mới gặp mà như đã thân quen và có duyên, người ta gọi là có duyên vợ chồng đấy. Nên là hai người này đều có lý tưởng tốt đẹp trong cuộc sống, cùng nhau phấn đấu để đạt được cái mục tiêu, cái lý tưởng mà đã đề ra. Nói chung ấy, cặp con giáp Tý và Thân cũng đứng đầu về cái độ lạc quan, cũng như là cái khả năng ứng phó linh hoạt với những cái biến động, với những cái biến cố trong cuộc sống. Nếu mà những người tuổi Tý và những người tuổi Thân mà lấy nhau ấy, thì sẽ tạo nên một cặp vợ chồng hoàn hảo. Nếu là vợ chồng ấy, thì họ sẽ có cuộc sống hôn nhân rất là êm đềm, hòa thuận. Đồng thời, cái việc làm ăn kinh tế của họ ấy cũng sẽ dễ dàng đạt được cái sự thuận lợi và hanh thông, do được cái cục diện là tam hợp Thân Tý Thìn nó hỗ trợ. Nói chung ấy, mọi khó khăn thì đều được giải quyết nhờ cái sự mưu trí và cái sự tương trợ lẫn nhau của cả hai cặp vợ chồng này. Đó. Vậy nên là những người tuổi Tý và những người tuổi Thân lấy nhau ấy, thì nếu mà sinh được con năm Thìn nữa thì càng tuyệt vời. Đúng không ạ? Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Thân và những người tuổi Tý ấy, thì các bạn hãy mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Đó. Để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, thì chúng ta biết ấy, chúng ta có bốn bộ tam hợp đúng không ạ? Đó là Thân, Tý, Thìn đúng không ạ? Cặp thứ hai là Dần, Ngọ, Tuất. Cặp thứ ba là gì? Tị, Dậu, Sửu. Và cặp thứ tư là gì? Hợi, Mão, Mùi. Đó. Khi mà mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, đặc biệt là hòa hợp tình cảm vợ chồng. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại, những kẻ thọc hệ bánh xe. Giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tình cảm thì dạt dào, vợ chồng thì hòa thuận hạnh phúc. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân để mang lại may mắn, mang lại tài lộc và mang lại cái hạnh phúc cũng như là tăng cường cái vận nhân duyên cho mình. Đó. Vậy nên là gì? Đây cũng là một chủ cặp Tý và Thìn, Tý và Thân sẽ là một cặp trời sinh là tốt. Đó. Nếu quý vị, những người tuổi Tý lựa chọn thì có lẽ là chọn người tuổi Thân hoặc là người tuổi Thìn thì sẽ là tốt hơn. Tiếp theo, cái cặp thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó là những người tuổi Mùi và những người tuổi Hợi. Hợi và Mùi, đúng không ạ? Ba. Hợi và Mùi. Hợi và Mùi thì được bộ tam hợp là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Đúng không ạ? Nói chung ấy, chúng ta biết là những người tuổi Mùi ấy, thì là những người rất là ôn hòa, hiền lành. Và họ là những người điềm đạm, rất ít khi nổi nóng. Họ là những người biết tính toán và lên những cái kế hoạch, đặt những cái mục tiêu xa hơn cho tương lai. Còn những người tuổi Hợi ấy, lại là những người lạc quan, nhìn thấy những điều tích cực, tốt đẹp hơn ở trong cuộc sống. Dẫu có một khó khăn ấy, thì họ cũng rất khéo léo để tạo nên cái niềm vui cho riêng mình trong cuộc sống. Nếu mà những người tuổi Hợi mà lấy những người tuổi Mùi, đấy, thì nếu là vợ chồng thì những người tuổi Hợi sẽ là chỗ dựa, trấn an những lúc mà những người tuổi Mùi yếu lòng, lo lắng về cuộc sống, về tương lai. Còn những người tuổi Mùi thì sẽ thúc đẩy cuộc sống của hai người luôn đi lên, nỗ lực đạt được những cái mục tiêu mà hai vợ chồng đã đặt ra từ trước đó. Đó. Vậy nên đây là một cái cặp đôi hoàn hảo trời sinh. Khi mà đến với nhau ấy, chắc chắn sẽ có được cái hạnh phúc giàu có trọn đời. Đúng không ạ? Cặp thứ hai, những người tuổi Hợi mà là những người tuổi Mùi mà đẻ con những người tuổi Mão nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Thì đó là cái cặp thứ ba nhé. Tiếp theo một cặp nữa là cặp thứ tư, đó là những người tuổi Mão và những người tuổi Mùi, đúng không ạ?
4. Mão và Mùi. À, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Mùi dù chu toàn nhưng lại có điểm yếu là đôi khi thích dựa dẫm vào người khác. Là bạn đời của những người tuổi Mùi thì họ sẽ đáp ứng được cái nhu cầu này vì họ rất thích chăm sóc, lắng nghe và yêu thương, đùm bọc những người khác. Khá là tâm lý và chiều chuộng bạn đời. Cặp đôi này nếu mà bên nhau sẽ vô cùng là hạnh phúc, vô cùng là hòa hợp, đặc biệt là về mặt tình cảm. Còn về mặt kinh tế thì cũng không có gì phải lo lắng vì những người tuổi Mão sẽ dẫn dắt, tạo điều kiện cho những người tuổi Mùi phát huy cái thế mạnh của mình và từ đó sẽ giúp cho họ gặt hái được những cái thành công lớn lao hơn trong tương lai. Vì thế, Mão và Mùi cũng là một cái cặp trời sinh, đến với nhau sẽ được hạnh phúc trọn đời. Đó. Và với cặp Mão Mùi thì muốn tốt lành hơn thì quý vị có thể đẻ con tuổi Hợi nhé. Thì được cặp tăng hợp là Hợi Mão Mùi. Đó. Và để tăng cường thêm cái vận trình nhân duyên của mình, tăng cường thêm cái sự hòa hợp gia đình, cũng như để gia tăng may mắn và tài lộc, thì những người tuổi Hợi và những người tuổi Mùi, những người tuổi Mão, thì quý vị hãy dùng cái vòng tăng hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Đó là cặp thứ tư đúng không ạ? Tiếp theo cặp thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì đó là gì? Những người tuổi Ngọ và những người tuổi Mùi. Ngọ Mùi nghe có vẻ chẳng liên quan đến nhau đúng không ạ? Nhưng mà đây cũng là một cặp trời sinh, là Ngọ Mùi là cặp thứ năm. Ngọ Mùi, đó là cặp thứ năm. Ngọ Mùi thì được cái bộ là gì? Lục hợp, nhị hợp đấy. Ngọ hỏa sinh Mùi thổ. Đấy. Những người tuổi Ngọ là những người vui vẻ, lạc quan. Họ là những người mà phóng khoáng, nói chung là không bao giờ coi trọng cái tiểu tiết. Họ thích tự do tự tại và không thích trói buộc mình. Một cái tính cách như vậy ấy, thì chỉ có thể hạnh phúc khi mà sống bên người tuổi Mùi mà thôi. Những người tuổi Mùi ấy, thì sống nội tâm, chu toàn trong mọi việc. Mặc dù tính cách của hai người có sự khác biệt khá lớn, nhưng cái sự hỗ trợ lẫn nhau ấy, mới thực sự là hoàn mỹ, hoàn hảo. Thực tế thì đã cho thấy nhiều cặp vợ chồng tuổi Ngọ và Mùi sống với nhau thì rất là hòa thuận và biết tôn trọng đối phương trong mọi cái hoàn cảnh. Cả hai người thì họ đều không quá coi trọng cái vấn đề tiền bạc, nhưng lại được trời ban cho nhiều cái thuận lợi trong cái công việc làm ăn kinh doanh. Nên về hậu vận thì cặp Ngọ Mùi, cặp trời sinh này cũng sẽ cực kỳ giàu có và hạnh phúc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ, những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Ngọ ấy, thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất, đúng không ạ? Còn những người tuổi Mùi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để gia tăng cái vận trình nhân duyên, hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống và tăng cường cái vận may về tài lộc tiền bạc. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số Zalo, số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân để mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ và những người tuổi Mùi. Đó là cặp đôi thứ 5 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Tiếp theo cặp thứ 6 thì đó chính là gì? Những người tuổi Ngọ và những người tuổi Thân. Ngọ và Thân. À, thưa quý vị, nói chung ý, Ngọ và Thân nghe có vẻ chả liên quan gì đến nhau cả. Đúng không? Những người tuổi Ngọ thì có tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, nghị lực. Họ là những người kiên cường. Đó. À, bên cạnh đó, kết hợp với những người tuổi Thân thì là những người sắc sảo, khôn khéo, nhanh nhẹn. Họ là những người thông minh. Vậy nên là gì? Nó sẽ trở thành một cái cặp đôi là vô cùng là hoàn hảo. À, nói chung ý, cặp đôi Ngọ và Thân khi mà kết hợp với nhau sẽ cùng nhau giúp nhau phát triển cái sự nghiệp, tạo dựng cùng nhau một cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý, nó đến cản không kịp. Cặp đôi tuổi Ngọ và tuổi Thân ấy, trong phong thủy đấy, quý vị thấy con khỉ cưỡi trên lưng con ngựa đúng không? Và nó là cái một cái biểu tượng gọi là gì,
Mã Phong Hầu. Mã Phong Hầu tức là gì? Khi một cặp này kết hợp với nhau sẽ dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức, phát tài giàu có. Nhờ vậy mà cho đến đời con cháu của họ cũng vẫn có được cuộc sống sung túc, giàu có, viên mãn. Vậy nên những người tuổi Ngọ và những người tuổi Thân khi kết hợp với nhau thì cũng sẽ được hạnh phúc trọn đời. Đó. Tiếp theo, cặp thứ 7, cặp thứ 7 nhé, mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, đó là tuổi Thìn và tuổi Dậu, gà và rồng. Nghe có vẻ chẳng liên quan đúng không ạ? 7, Thìn, Dậu. Thìn và Dậu. Nói chung ấy, cái cặp đôi này thu hút lẫn nhau bởi chỉ số kết hợp rất là cao. Những người tuổi Dậu ấy thì luôn tiên phong mạnh mẽ trong cái cuộc sống, luôn yêu cầu cao ở những người bạn đời của mình. Còn những người tuổi Thìn lại là những người khẳng khái, nhiệt tình, có chủ kiến riêng, đòi hỏi bản thân và người yêu của mình ấy phải đạt được những cái thành tựu nhất định khi mà kết hôn. Nghe có vẻ những cái đòi hỏi của hai người nó có vẻ là ngược đời, đúng không? Nhưng mà cả hai người lại gì đáp ứng được cái yêu cầu của đối phương. Khi mà đã bị đối phương thuyết phục bằng cái khả năng của mình ấy, thì họ lại rất chung tình, luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vươn đến cái cuộc sống giàu có, hạnh phúc trong tương lai. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ kề vai sát cánh cùng nhau. Nói chung về mặt kinh tế thì cặp vợ chồng này cũng gặp được nhiều cái chuyện thuận lợi trong công chuyện làm ăn, kinh doanh và kiếm tiền. Đó. Vậy nên cái sự giàu có của cặp Thìn và Dậu cũng sẽ chuẩn bị trong cái tương lai. Đó là những người tuổi Thìn và những người tuổi Dậu. Và để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Còn những người tuổi Dậu ấy sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xíu. Đấy, để trợ mệnh hộ thân, để sử dụng cái bộ cát khí tam hợp, nó gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho cặp đôi này. Đó. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số Zalo, số hotline này 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là cặp thứ 7 đúng không ạ? Thìn và Dậu. Tiếp theo, cặp thứ 8 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, đó là gì? Tị và Dậu. Tị này, Dậu này. Tị và Dậu là một cặp trời sinh, lại được bộ tam hợp là Tị Dậu Sửu là bán tam hợp. Nên là tuổi Tị mà lấy tuổi Dậu mà đẻ con tuổi Sửu thì cực kỳ tuyệt vời. Đó. Nói chung ấy, cặp tuổi Tị và tuổi Dậu rất thích hợp để làm bạn đời của nhau, để cùng nhau đầu ấp tay gối đi đến cuối chặng đường. Đặc điểm của những người tuổi Tị là thần bí, cẩn trọng, tinh tế khi mà đề cập đến cái vấn đề tình cảm. Họ không dễ dàng biểu lộ cái cảm xúc của bản thân trước mặt người khác. À, trong khi đó, những người sinh năm Dậu lại luôn lưu tâm đến cái việc nhỏ nhặt, yêu cầu cao nhưng lại rất là kiên định. Khi mà cặp đôi này ở bên nhau ấy, thì sẽ phát triển theo cái chiều hướng tình bạn, tình yêu và tình cảm vợ chồng. À, sau đám cưới thì họ có thể sẽ vướng phải một số cái khó khăn về cái mặt kinh tế, nhưng mà trước sau gì cũng giải quyết ổn thỏa. Đó. Nói chung ấy, chỉ một vài năm sau khi kết hôn ấy, thì họ sẽ bắt đầu phất lên như diều gặp gió và sẽ có được cái cuộc sống viên mãn, giàu có, hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Đấy. Vậy nên là gì? Tị và Dậu là một cặp trời sinh mà khuyên là khi mà chọn làm bạn đời ấy, thì các bạn nên chọn. Đó. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình, giữ gìn cái hạnh phúc đấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Xíu để được tương trợ giúp đỡ, để hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì cũng cứ ùn ùn kéo đến. Đó. Đó là cặp thứ 8 là Tị và Dậu. Tiếp theo, một cặp nữa mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đấy, cũng như là bạn Luyến đúng không? Thì đó là gì? Cặp đôi Thìn và Thân. Thìn và Thân là cặp thứ 9.
Thìn và thân. Thìn và thân là được bộ tam hợp thủy cục thân tí thìn. Đó. Khi mà những người tuổi thìn và những người tuổi thân ấy cùng làm ăn một cái việc gì đó thì họ sẽ sẵn sàng nhận về những cái thách thức. Bởi bản chất ấy, họ vốn là những người ưa mạo hiểm. Họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những cái hướng mới cho cái việc kiếm tiền và cho cái việc tăng thêm cái thu nhập của mình. Nói chung ấy, hai tuổi này vốn rất may mắn về tài chính, kết hợp với cái sức làm việc chăm chỉ, nên là cặp đôi này không bao giờ phải lo thiếu thốn. Sau hôn nhân, mọi việc của cặp vợ chồng tuổi thìn và tuổi thân sẽ được gì thuận buồm xuôi gió, con cháu thì hưng thịnh, đó, gia thế thì phát đạt. Có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ lâu dài, chung sống với nhau đến đầu bảng giang long. Nói chung ấy, đây là một cặp trời sinh, khi mà đến với nhau sẽ được hanh thông thuận lợi. Như vậy thì với câu hỏi của bạn ấy, thì với những người tuổi 2000 canh thìn, canh thìn thì các bạn có thể chọn những người tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Thân theo tuổi nhé. Tý, Dậu, Thân thì sẽ được gì may mắn, tài lộc, hạnh phúc trọn đời. Ví dụ bạn 2000 thì nếu mà chọn tuổi Dậu có thể chọn tuổi 93 quý Dậu, đúng không ạ? Hoặc là gì 1981 Tân Dậu thì hơi cao. Còn nếu chọn tuổi Thân có thể chọn 1992 là tuổi Nhâm Thân, đó, Nhâm Thân hoặc quý Dậu. Hoặc là tuổi Tý thì có thể 1996 là Bính Tý, hoặc là 1984 Giáp Tý, vân vân, thì cũng đều được may mắn, tài lộc, hạnh phúc. Đấy. Còn bạn có hỏi là gì thì như vậy là tuổi canh thìn, thì ngoài tuổi này ra có lấy tuổi nào khác không? Thì tuổi canh thìn chúng ta phân tích nhá, nó là canh đúng không ạ? Canh thìn. Thì trong các video của Tử Thông ấy, Tử Thông cũng đã chia sẻ về cái vấn đề này rồi. Có khả năng đôi khi quý vị không để ý đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn theo thiên can để được gì lộc mã quy nhân. Vì canh đúng không ạ? Canh thìn canh lộc tuổi thân. Như vậy là quý vị mà chọn với tuổi canh thìn nhá, mà chọn tuổi thân, như 1992 Nhâm Thân ấy, thì được bộ gì thân tí thìn ở tam hợp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Canh lấy lộc tuổi thân thì lại vừa được lộc nữa. Đấy, mình sẽ là gì? Chồng sẽ là cái người mà mang lại cái lộc lá cho mình. Như vậy là quá tốt. Chỉ ngồi nhà ngồi mát ăn bát vàng. Thế thôi. Đấy. Còn đâu lấy Sửu, tuổi Sửu và tuổi Mùi, đúng không? Sửu và Mùi thì được quý nhân. Được quý nhân. Được thiên ất quý nhân. Khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ ấy, thì trong năm cũng sẽ gì gặp được nhiều chuyện may mắn. Đấy, như ví dụ là 1991, đúng không? Canh thìn 2000 có thể lấy 1991 hoặc là gì? 1997 thì cũng được. Tiếp theo là quý vị cũng có thể là gì? Chọn theo cái mã. Đấy, lấy mã thì lấy theo tuổi mã thì hay phải đi lại, nói chung là cũng không khuyên quý vị không nên. Như vậy là gì? Chọn được tuổi tam hợp nhị hợp đã là tốt lắm rồi. Chọn lộc mã quý nhân nữa lại càng tốt. Như với những người tuổi canh thìn 2000 này thì tốt nhất nhá, cứ Nhâm Thân 1992 mà diễn thì chắc chắn là sẽ có những cái kết quả rất là tốt đẹp trong chuyện hôn nhân. Đó. Và bạn có hỏi là gì? Tại sao đại ca của họ, xin lỗi nhá, bố mẹ của các bạn ấy là một người sinh năm 1979 và 1980 thì gì? Lấy nhau vẫn hạnh phúc trọn đời. Nhà bạn rất là hay, 1979 là kỷ mùi đúng không ạ? Kỷ mùi này. Đây thì dưới nhá, kỷ mùi. Mà gặp canh thân. Canh thân. Đúng ạ. Chúng ta kỷ. Kỷ lấy lộc tại ngọ, lấy tí thân làm quý nhân. Như vậy là gì? Mẹ của bạn vô tình làm lộc cho là quý nhân của bố. Đó. Đó. Còn đâu gì canh thì lại lấy thân Sửu Mùi, canh là lấy thân làm lộc, bạn lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Như vậy là gì? Nó lại gì? Những người tuổi Mùi này thì lại là gì? Là quý nhân. Quý nhân của những người tuổi thân. Như vậy là nó kiểu như là lộc chéo, quý nhân chéo, bố là quý nhân của mẹ, mẹ là quý nhân của bố, đúng không ạ? Và bạn lại là canh thìn 2000. 2000 kỷ ngọ tí thân, lấy tí thân làm quý nhân thì bạn ấy cũng là gì? Cũng lại là quý nhân của bố, cũng là gì? Canh lại được gì? Lại tam hợp quý nhân của mẹ nữa. Như vậy là gì? Nhà cái gia đình của bạn ấy cũng khá là hòa hợp ấy, khá là hòa hợp. Vợ chồng thì hòa thuận mà con cái thì lại hợp bố hợp mẹ. Đặc biệt là với cái tuổi này ấy, thì gì? Chắc hợp với mẹ hơn nhá. Đấy. Như vậy là với những cái phân tích vừa rồi thì Tử Thông hy vọng là quý vị sẽ tìm ra cái giải đáp và sẽ có cho mình
những cái sự lựa chọn phù hợp để có một cái gia đình hòa thuận, hạnh phúc và giàu có hơn. Thưa quý vị, nói chung ấy thì như bạn cũng nói đấy, vợ chồng quan trọng là phải biết nhường nhịn, phải biết gì, chia sẻ, phải thấu hiểu lẫn nhau. Chứ đừng có động tí rồi lôi cái chuyện này chuyện kia ra, lôi quá khứ đau khổ của nhau, lôi những cái điểm xấu của nhau ra nói, thì chẳng bao giờ hạnh phúc được cả. Kể cả các bạn học tuổi thì vẫn có những cái chuyện xung khắc nó xảy ra. Vậy nên cái hợp tuổi cũng là một trong những cái yếu tố nó quyết định nên cái hạnh phúc, nhưng mà nó không phải là quyết định hoàn toàn 100%. Nó vẫn tùy thuộc vào cái cách mà các bạn ứng xử với cuộc sống như thế nào, bạn ứng xử với bạn đời của mình như thế nào. Để về thấy vợ nóng thì thôi mình nhịn tí, đúng không? Mà thấy chồng nóng thì mình cũng nhịn tí. Để lúc hòa hợp vui vẻ thì nói lại đấy, đưa ra những câu chuyện để chúng ta thì cùng nhìn nhận ra vấn đề, chứ không phải lúc nào cũng khăng khăng mà gì cứ nhất tôi mày phải nghe tao thế này thế kia thì chả mấy mà đứt, đúng không? Đấy, vậy nên là gì, cái chuyện vợ chồng nó là một cái duyên, nói chung là cái duyên. Kể cả bạn mà không chọn được những cái tuổi hợp này đi nữa chăng nữa, đấy, bạn tuổi Canh Thìn này, bạn không chọn được tuổi hợp này đi chăng nữa, ví dụ bạn có lấy ông Mão chẳng hạn, ông 87 đinh Mão hoặc là gì 99 kỷ Mão chẳng hạn, mà các bạn gì có được cái sự hòa hợp, các bạn biết nhường nhịn lẫn nhau thì nó vẫn hạnh phúc. Bên cạnh đó thì trong khi mà chúng ta lấy những người tuổi xung ấy, một số người hỏi là gì, thế tuổi xung có hạnh phúc không, thì đầy cặp tuổi xung vẫn có hạnh phúc bình thường mà, đúng không ạ? Ví dụ nhưng mà nó cũng có cách hóa giải trong phong thủy ấy. Khi mà bạn chọn xung nhé, ví dụ như bạn tuổi Thìn, ví dụ bạn tuổi Canh Thìn mà lại ông Giáp Tuất 1994, thì theo mọi người có hạnh phúc không? Ừ, mặc dù là ban đầu nói chung là tại sao lại xung nữa, Thìn Tuất tương xung thì nó hợp quá nó xung mà thôi. Vì vậy nên là gì, nếu mà tuổi Thìn lấy tuổi Tuất thì chúng ta cũng có cách hóa giải. Đấy, ví dụ thì ông Thìn lấy Tuất đúng không ạ, thì chúng ta có thể sinh con năm Mão hoặc là năm Dậu thì được Thìn Dậu nhị hợp thì không xung Tuất nữa. Mà cục diện ngũ hành ấy, thì nó tham sinh kỵ khắc, tham hợp với xung. Vậy nên là gì, các bạn không phải quá lo lắng. Đấy, quan trọng là chúng ta biết nhường nhịn lẫn nhau thì cái cuộc sống nó sẽ được hạnh phúc. Và để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hoàn mỹ lâu dài ấy, và chung sống với nhau đến đầu bạc, và để có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ lâu dài, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, vợ chồng hòa thuận, con cái thì tốt đẹp là cái hy vọng của tất cả mọi người. Hôn nhân là cái sự ràng buộc về mặt tình cảm, về trách nhiệm. Không ai mong muốn là cưới nhau để đổ vỡ cả. Và để làm được cái điều đó thì ngoài sự nỗ lực về cái mặt tình cảm, về cái trách nhiệm, thì người trong cuộc cũng cần phải chú ý đến cái việc là gì, chọn ra những tuổi hợp, đến một chút phong thủy, một chút cái may mắn. Bởi lẽ nó sẽ giảm thiểu những cái tác động xấu từ bên ngoài và mang lại cho chúng ta những cái điều may mắn nhất định. Thưa quý vị, để có cái cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ lâu dài và chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, vợ chồng thì hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi là hy vọng của tất cả mọi người. Như quý vị đã biết ấy, hôn nhân là cái sự ràng buộc về mặt tình cảm, ràng buộc về mặt trách nhiệm. Và không ai mong muốn cái sự đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Và để làm được cái điều đó thì ngoài cái sự nỗ lực về cái mặt tình cảm, về cái trách nhiệm, thì những người trong cuộc cũng cần phải chú ý đến cái việc cải thiện phong thủy, chọn ra những cái tuổi hợp. Bởi lẽ những cái tác động nhỏ thôi, như việc chọn tuổi này, xem ngày này, đúng không? Nó sẽ ảnh hưởng rất nhỏ đến cái hạnh phúc. Nhưng mà nó cũng là một trong cái yếu tố nó tạo nên cái hạnh phúc và cái sự giàu có của mọi người. Bởi lẽ khi mà giảm thiểu được những cái tác động xấu ấy, từ bên ngoài ấy, cũng là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái hôn nhân. Đó. Vậy nên nếu mà có điều kiện, quý vị được lựa chọn thì quý vị hãy lựa chọn để gì? Chọn ra cho mình những người hợp tuổi, hợp mệnh.
giúp cuộc sống hôn nhân nó được hạnh phúc, trọn vẹn và viên mãn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.